muốn học nghề từ xa thì nên làm thế nào? Thầy đang triển khai những phương pháp dạy online. Online tức là cũng thầy cũng chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ hết rồi, hẹn các bạn cái giờ rồi sẽ quay qua Zalo ha, quay lại. Rồi các bạn cũng có thể là chuẩn bị nguyên liệu giống vậy, các bạn sẽ cùng thực hành, cùng làm. Thì thầy có đã từng dạy ở Hàn Quốc tới Seoul á, thầy đưa tài liệu trước với bạn chuẩn bị xong thầy qua camera thầy hướng dẫn. Các bạn nấu, các bạn thử lại, ok, ngon. Đó, và rồi thầy dạy cho bún riêu ở Malaysia, yeah. Cũng dạy online. Yeah. Rồi dạy xong một cô ở Cali, ở Bangkali á, dạy bánh mì. Đó, dạy cái 2 tuần á, cô học cái nghề bánh mì rồi làm giò chả, sâm bông, rồi thịt sâm khói, rồi trà bông, rất nhiều. Thành ra không có khó các bạn. Yeah. Nhưng mà một người thầy mà có đẳng cấp thì các bạn học dễ hiểu lắm. Như thầy dạy cũng vậy, rất dễ hiểu. Dạ, cho nên là tất cả các bạn nào mà chúng ta đang ở xa hoặc là các bạn không có quá nhiều thời gian di chuyển để chúng ta có thể học offline trực tiếp tại trường thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký các khóa học online của trường dạy nghề ẩm thực Nestbay.